đội tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam sẽ là Hùng Dũng và Huy Hùng. Không nghĩ đến trường hợp đội tuyển Park Hang-seo có thể gọi Tuấn Anh vào sân. Nhưng khi Tuấn Anh được triệu tập thì chúng ta cũng đang thấy được những sự cố gắng của tiền vệ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều. Kintipan, đây là Tristan Đỗ. Tanabun, và xử lý hay của Đỗ Duy Mạnh. Quang Hải rất hợp lý. Sau đó là một pha phòng thủ bóng không thành công của Tiến Linh. Tiến Linh vẫn chưa có nhiều cơ hội để thể hiện ở trong ngày hôm nay. Sự quả chốc để là Thong Bumathan. Đó là một quả đá vào góc nữa dành cho đội tuyển Thái Lan. Quý Ngọc Hải, Duy Mạnh, đây là Trọng Hoàng. Tuấn Anh rất hay. Trọng Hoàng đường truyền rất nhanh. Tiến Linh không được, bóng nó không để tới được vị trí của Văn Toàn. Không khí đang rất căng thẳng. Súng ba chốc có lẽ thuộc về Đỗ Duy Mạnh. Tình huống mà Duy Mạnh đã để cho số 7 bên phía Thái Lan dễ dàng vượt qua, và sau đó thì anh buộc phải có một tình huống phạm lỗi.